Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn là cái chậu composite nhé. Chậu composite này thì theo xu hướng phát triển này thì cái dạng chậu này nó phù hợp để trang trí không gian hiện đại nhé. Loại này rất là, đây là hình chữ nhật. Và bên cạnh những cái chậu kiểu sứ hoặc gốm cũ ấy, thì cái chậu này đảm bảo yếu tố bền, nhẹ và sang trọng. Tuy nhiên bà con cần chú ý cho mình là cái chậu này chỉ có thể trồng trong những cái loại cây nào có thể trồng được trong chậu này thôi nhé. Cái thành phần chính của cái loại chất lượng của nó là từ hỗn hợp từ nhựa và những cái sợi thủy tinh. Đây. Thì nó rất chắc chắn rồi. Nhựa và sợi thủy tinh nó kết dính vào nhau. Tuy nhiên thì nó cũng có cái tác nhân là khiến như cái mẫu chậu này là dễ bị giòn, va chạm mạnh dễ bị vỡ. Vậy bà con chú ý là nên đặt cái chậu chất liệu này ở vị trí cao và chắc chắn nhé. Trên thị trường hiện nay thì cái dạng chậu composite này không sử dụng vật liệu cách nhiệt. Vì vậy nếu mà cái thời tiết thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái rễ của cây, gây ra cái nấm mốc và dễ nằm chết cái rễ của gốc của cây, thối dây. Tốt nhất là khi các bạn trồng, các bạn nên rải cho mình một ít cái đá thô ở dưới cái đáy này nhá. Đáy này nó cũng thiết kế có những cái lỗ để thoát nước đây. Với cái vẻ đẹp hiện đại thì cái loại chậu này thì thường được rất nhiều người tin dùng. À, con nhớ là không nên trồng rau vào cái chậu này nhé, chỉ trồng cái cảnh thôi ạ. Chậu rất chắc chắn đây. Nó có nhiều màu nhưng bên mình chủ yếu là bán cái màu trắng đây nhá. Màu trắng là được ưa chuộng nhiều nhất đấy. Đó, hình chữ nhật ạ. Dưới phải là nếu các bạn có nhu cầu, các bạn đặt hàng trực tiếp tại vườn ươm Hải Đăng, ngõ 68/45 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thủy Bàng, quận Long Biên, Hà Nội các bạn nhé. Các bạn gọi điện hoặc các bạn nhắn tin trên Zalo cho nhà vườn nhé. Vâng, xin chào các bạn.